xem cách xe tăng Nga bị tiêu diệt từng chiếc một. Theo thông tin do một nhóm giám sát thu thập được, Nga có khả năng mất tới một nửa hạm đội xe tăng đang hoạt động kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, khi quân đội nước này phải vật lộn để đạt được các mục tiêu trong cuộc xâm lược của Vladimir Putin. ORIX, một trang web tình báo nguồn mở, đã thu thập bằng chứng trực quan về tổn thất thiết bị quân sự ở Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhóm này cho biết trong tuần này họ đã xác minh được 1.000 xe tăng khác nhau của Nga bị lực lượng quân đội Ukraine tiêu diệt, loại khỏi cuộc chiến. Nó cho biết thêm 544 xe tăng Nga đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ, 79 chiếc bị hư hại và 65 chiếc bị bỏ lại. Jakub Janowski, một nhà phân tích quân sự đóng góp cho blog ORIX, cho biết con số đó không bao gồm những tổn thất mà ORIX không thể xác nhận bằng mắt thường. Ông ước tính con số thực tế có thể lên tới gần 2.000 xe tăng. Nga bắt đầu cuộc chiến với khoảng 3.000 xe tăng đang hoạt động, vì vậy rất có thể Nga đã mất một nửa số xe tăng không còn tham chiến, Janowski nói. Xe tăng là trọng tâm chính trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga và được coi là chìa khóa để Nga hoặc Ukraine chiếm ưu thế trên chiến trường. Theo những con số của ORIX, cuộc chiến xe tăng đã làm chệch hướng Ukraine. Theo tính toán của ORIX, hơn 500 xe tăng mà Ukraine đã chiếm được từ Nga nhiều hơn con số 459 xe tăng mà nước này đã mất. Và nhiều xe tăng đang trên đường đến Ukraine. Kể từ tháng trước, Kiev đã nhận được cam kết cung cấp xe tăng hiện đại từ Đức, Mỹ, Anh và các đối tác phương Tây khác. Hơn nữa, những chiếc xe tăng đó được coi là có công nghệ vượt trội so với những chiếc mà Nga đang khẩn trương tiếp tục chế tạo. Hệ thống pháo binh tầm xa mở rộng, IRCA, của quân đội Ukraine đang được phát triển đã bắn trúng mục tiêu cách đó 43 dặm hay 70 km ngay tại mũi Yuma Proving Ground, Arizona, bằng cách sử dụng đạn pháo dẫn đường tầm xa Excalibur. Theo vị tướng giám sát quá trình hiện đại hóa, hỏa lực chính xác tầm xa của dịch vụ, quân đội đang chạy đua để mở rộng phạm vi pháo binh trên chiến trường nhằm giành lấy lợi thế của kẻ thù cao cấp như Nga. Pháo IRCA, khi được triển khai, có thể khai hỏa và tiêu diệt mục tiêu từ vị trí nằm ngoài tầm bắn của hệ thống đối phương. Pháo IRCA sử dụng khung gầm lựu pháo M109A7 Paladin, quản lý tích hợp, beam và thay thế ống súng cỡ nòng 39 bằng ống cỡ nòng 58, dài 30 phút. Kết hợp với đạn Excalibur do Raytheon sản xuất và SM-1113 sử dụng nhiên liệu đẩy siêu nạp, quân đội đã có thể tăng đáng kể tầm bắn của pháo. Quân đội tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng là 70 km, khi bắn hai phát, cả hai đều đạt tầm bắn 65 km. Phát súng đầu tiên, do gió, bay ngắn khoảng 100 mét. Theo Rafferty, điều này nghe có vẻ nhiều, nhưng sẽ gần hơn khi xem xét khi quả đạn phải di chuyển 70.000 mét. Quân đội biết phát súng đầu tiên sẽ ngắn do gió, nhưng vẫn muốn thực hiện nó để rút kinh nghiệm. Phát súng thứ hai, quân đội đã sửa đổi cấu hình phần cứng và gặp lỗi phần cứng, giúp xác nhận. Cụ thể, quân đội đã bổ sung một bộ cách ly cho đơn vị đo lường quán tính. Về cơ bản là một bộ giảm sóc để chống lại sự tăng đột biến của áp suất trong buồng. Giúp cho biết, hôm nay thực sự là kết quả của khoảng 1,5 năm thử nghiệm và phân tích mà chúng tôi đã thực hiện đối với đạn Excalibur về khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt hơn của nó. Vì vậy, thông qua một số thử nghiệm và phân tích, chúng tôi đã xác định vận tốc đầu đạn cần thiết là bao nhiêu, áp suất buồng nào mà đạn có thể chịu được. Chúng tôi đã bắn nó vào tổ hợp thuốc phóng phù hợp để cung cấp vận tốc đầu nòng phù hợp nhằm đạt được tầm bắn. Ngoài ra, quân đội đã chứng minh rằng Excalibur hiện đang tồn tại trong kho, có thể sống sót với vận tốc đầu nòng cao hơn và áp suất để đạt được phạm vi 70 km và tấn công trực tiếp mục tiêu, Giúp nói thêm. Rafferty lưu ý rằng, quân đội sẽ tiếp tục nỗ lực thiết kế, lấy người lính làm trung tâm để đảm bảo cấu hình cho thuốc phóng và điện tích là thứ mà người lính có thể xử lý và điều đó không ảnh hưởng đến tốc độ bắn. Rõ ràng là chúng tôi không muốn cung cấp cho họ một cấu hình khiến họ phải quay chậm hơn. Và cấu hình của đạn và thuốc phóng cũng phải được xếp gọn một cách tối ưu trong lựu pháo để tối đa hóa số lần tiêu diệt trên tàu.
vận tốc và áp suất đầu nòng mà những loại đạn đó nhìn thấy là rất quan trọng trong các lựa chọn thiết kế cuối cùng mà chúng đưa ra, ví dụ, kích thước của động cơ tên lửa, loại khớp giữ động cơ tên lửa với đầu đạn, cuối cùng ảnh hưởng đến hiệu suất trong phạm vi mà nó sẽ nhận được. Bao gồm loại thép mà chúng tôi sử dụng ảnh hưởng đến khả năng sát thương. Bạn thấy có nhiều yếu tố đang diễn ra ngay bây giờ, và khi chúng tôi hội tụ các thiết kế của mình trong năm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu đưa những lựa chọn đó vào các thiết kế cuối cùng của mình, và chúng tôi sẽ đưa vào trình độ chuyên môn. Rafferty cho biết, quân đội đang nỗ lực để có được một bản phát hành khẩn cấp về vật liệu và an toàn cho hệ thống EACA vào năm 2023. Nền tảng phòng không nhằm cung cấp khả năng phòng thủ trên không và tên lửa chống lại một loạt các mối đe dọa từ trên không, ở độ cao thấp như máy bay cánh quay và cánh cố định, tên lửa hành trình, cũng như các hệ thống máy bay không người lái, UAS, nhóm 1, 2 và 3, Soviet cũng sẽ cung cấp khả năng bảo vệ, chống lại pháo, rocket và súng cối cũng như các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trong khu vực như Patriot và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, TSAAD. Insolet được lắp đặt trên xe bọc thép bánh lốp Stryker A18x8 của General Dynamics, được trang bị động cơ Caterpillar C9450 mã lực và hệ thống treo 60.000 cân Anh. Cấu hình thân xe chữ V kép của phương tiện chiến đấu Stryker A1 mang lại khả năng sống sót cao. Trước mìn và thiết bị nổ tự chế, IED. Xe Stryker cũng được trang bị máy phát điện xoay chiều 910 A để cung cấp năng lượng điện và hỗ trợ mạng trong xe. Nó có xếp hàng tổng trọng lượng xe GVWA là 63.000 cân Anh. Xe có 8 lốp mang lại khả năng di chuyển vượt trội và tăng tốc độ trên mọi điều kiện địa hình. Hệ thống phòng không Insolet được trang bị hệ thống tháp pháo. Nền tảng vũ khí tích hợp có thể cấu hình lại RIU của Mood giúp tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa trên không. Tháp pháo được trang bị vũ khí động học và phi động học để phát hiện, xác định, theo dõi và tiêu diệt các mối đe dọa mới nổi. RIU cho phép các cấu hình vũ khí khác nhau, bao gồm một cặp tên lửa không đối đất AGM-114L Longbow Hellfire, có khả năng đánh bại các mục tiêu trên không. Và trên mặt đất, 4 hệ thống phòng không di động Stinger của Raytheon để tấn công các mục tiêu trên không, hoặc xe bọc thép hạng nhẹ trong phạm vi 4 km. Tên lửa Hellfire kết hợp hệ thống dẫn đường bằng 6mm và hệ thống bắn và quên mang lại hỏa lực vượt trội. Vũ khí VUI của hệ thống phòng không Insolet bao gồm súng xích SM-914 Bushmaster 30mm và súng máy đồng trục 7.62mm M240. Phương tiện Stryker được trang bị anten nhận dạng bạn hay thù IFF cũng như radar bán cầu đa nhiệm MSA của radar để cung cấp khả năng giám sát trên không chiến thuật. MSA có anten AESA, màng quét điện tử chủ động, radar Doppler xung và radar được xác định bằng phần mềm, được sử dụng để phát hiện, định vị, theo dõi cả mục tiêu trên không và trên bộ. Hệ thống quan sát quang điện tử hồng ngoại LIR-MXGCS của L3 Harris WESCAM được lắp đặt trên xe Stryker để cung cấp cho người chỉ huy khả năng giám sát trên không 360 độ, cũng như khả năng nhận dạng và phát hiện mục tiêu. Khả năng Insolet cũng kết hợp gói tác chiến điện tử EW để cung cấp nhận thức tình huống được cải thiện. General Dynamics đóng vai trò là nhà tích hợp nền tảng cho phương tiện phòng không Insolet, trong khi Leonardo DRS được chọn để cung cấp gói thiết bị nhiệm vụ cho hệ thống Insolet. Thử nghiệm phát triển luôn được tiến hành, trong khi thử nghiệm vận hành đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2020. Quân đội Hoa Kỳ dự định mua tới 144 hệ thống phòng không Insolet sẽ được triển khai để thực hiện các hoạt động chiến đấu ở châu Âu. Khả năng Insolet có thể tương tác với radar Sentinel và có thể được tích hợp với các mạng quân đội Hoa Kỳ hiện có. Theo VOV, Việt Nam nhược điểm trong thiết kế xe tăng Nga đã được phương Tây phát hiện ra từ cuộc chiến tranh vùng vịnh 1991 và 2003. Điểm yếu đó khiến đạn pháo trong xe tăng dễ nổ khi xe trúng hỏa lực đối phương. Trong cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra, các bức ảnh của các hãng thông tấn quốc tế cho thấy nhiều mẫu xe tăng bị thổi bay tháp pháo. Bộ trưởng Quốc phòng Anh mới đây cũng cho biết hàng trăm xe tăng Nga đã bị phá hủy trong cuộc chiến này. Giới chuyên gia cho rằng xe tăng Nga đang hứng chịu thiệt hại do một khiếm khuyết mà quân đội các nước phương Tây đã phát hiện ra trong nhiều thập kỷ qua. Khiếm khuyết này được họ gọi là hiệu ứng hộp đồ chơi có lò xo bật ra. Vấn đề ở đây
liên quan đến cách cất chữ đạn dược của xe tăng. Khác với các xe tăng hiện đại của phương Tây, xe tăng Nga chứa nhiều đạn pháo ngay bên trong tháp pháo. Điều này khiến các cỗ xe của Nga dễ bị tổn thương ngay cả khi chúng phải một phát đạn gián tiếp của đối phương. Phát đạn có thể khởi động một phản ứng dây chuyền bên trong xe, khiến toàn bộ đạn dược tích trong xe, khoảng 40 quả đạn pháo, phát nổ đồng loạt. Sóng nhiệt từ vụ nổ đồng loạt này đủ mạnh để thổi bay tháp pháo xe tăng lên. Cao ngang với tòa nhà 2 tầng, Sam Bendes, cố vấn tại chương trình Nga học ở Trung tâm An ninh Tân Mỹ, cho rằng đó là một khiếm khuyết trong thiết kế của xe tăng Nga. Khi đạn đối phương xuyên qua vỏ xe tăng, nó sẽ kích nổ toàn bộ đạn pháo bên trong, gây ra một vụ nổ lớn và tháp pháo bị thổi bay đi. Nicholas Broman, một nhà phân tích công nghiệp quốc phòng, chuyên về tác chiến trên bộ, nói rằng khiếm khuyết này khiến kíp xe, thường gồm hai người trong tháp pháo và một lái xe, trở thành mục tiêu dễ bị tấn công. Nếu anh không kịp thoát khỏi xe trong giây đầu tiên, anh sẽ bị thiêu cháy. Hiệu ứng hộp đồ chơi có lò xo, Broman, cũng từng là sĩ quan lục quân Anh, cho biết tình trạng đạn trong xe phát nổ là vấn đề đối với hầu hết các xe thiết giáp mà Nga đang sử dụng ở Ukraine. Ông lấy ví dụ là chiếc xe chiến đấu bộ binh $4 Bermuda. Xe này có 3,4 thành viên trong kíp lái, ngoài ra xe chở thêm 5 binh sĩ nữa. Theo Drummond, $4 Bermuda chẳng khác nào cỗ quan tài di động sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn khi chúng phải một quả rocket. Quân đội phương Tây đã nhận ra hiện tượng này trong cuộc chiến tranh Iraq lần 1 năm 1991 và chiến tranh Iraq lần 2 năm 2003 khi lượng lớn các xe tăng T-72 do Nga sản xuất. Hứng chịu chung số phận, tháp pháo bị thổi bay khỏi thân xe sau khi trúng tên lửa chống tăng.